Duy Mạnh, Sân Trường, Tấn biết Trường. Biết rồi, chạy lại chạy lại quay. Vậy mới hay chứ. Không sao hả? Không. Quỳ lý, tốn xếm, đuổi, tốn kịp. Yeah. Hello, ngoài đường biết xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Hiện tại thì mình đã chuẩn bị lên đường bay ra ngoài Hà Nội và sau đó sẽ đi tác nghiệp hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Có thể nói là không khí ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay thì khá là vắng lặng, cũng khá là ít, mặc dù hôm nay là ngày thứ bảy. Mọi người có thể thấy ở xung quanh đây ở trên tay mình đây là kết quả xét nghiệm sinh học phân tử, hay còn chính xác hơn là test Covid-19, test theo PCR và đã có kết quả là âm tính test vào ngày hôm qua 5 tháng 11. Phải cầm tờ giấy này thì là một chút nữa mới đáp ứng được tiêu chí để có thể là lên máy bay. Ok rồi, bây giờ thì vào trong sân bay để làm thủ tục thôi, vẫn còn khá là sớm. Rồi tới ga trong nước rồi, bây giờ thì mình sẽ qua bên Vietnam Airlines để làm thủ tục. Giá vé bây giờ thì không có quá cao so với thời điểm trước mà mình đi, thì mình thấy là giá bây giờ vẫn khá là rẻ, tuy nhiên là cũng rất là vắng. Hiện tại thì hành khách bắt đầu khai báo y tế ở trên app PC Covid. Ok rồi, mình cũng đã xong cái phần khai báo y tế, trình giấy ra và bây giờ thì sẽ bắt đầu đi vào để làm thủ tục. Ok rồi mọi người, bây giờ là cuối cùng cũng đã xong toàn bộ thủ tục về vé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi lên trên, đã bắt đầu vào phòng chờ. Rất là vắng, bình thường thì sẽ rất đông. Hello các bạn, sau khi mà mình đã đi vào trong phòng chờ để mà chờ chuyến bay của mình ra Hà Nội thì là mình sẽ tranh thủ hướng dẫn luôn cho anh chị em, những anh chị em nào mà muốn bay các chuyến bay trong thời điểm này cũng như là ra Hà Nội để mà cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở hai trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, thì là mình cũng sẽ tranh thủ hướng dẫn một cái thủ tục rất là ngắn nhưng mà bắt buộc phải có, đó là anh chị nhớ vào trong app PC Covid, PC Covid nè. Các anh chị ấn vào đây và sau đó thì nó sẽ hiện lên như thế này. Các anh chị sẽ chọn vào mục khai báo y tế ở giữa đó, rồi các anh chị chọn tiếp cái mục là khai báo di chuyển nội địa. Khai báo di chuyển nội địa, khi mà anh chị đã mua vé máy bay thì anh chị sẽ có được cái số hiệu của chuyến bay, thì là anh chị sẽ nhập số hiệu chuyến bay, sau đó thì nhập nơi anh chị chuẩn bị di chuyển ra Hà Nội chẳng hạn, rồi nhập tất cả những cái dữ liệu này. Sau khi mà nhập xong thì là anh chị ấn vào phần cuối là gửi tờ khai. Cái này anh chị sẽ chụp lại màn hình hoặc là anh chị để nguyên cái app đó, để khi ra sân bay và lúc mà chuẩn bị xuất vé thì là nhân viên họ sẽ hỏi yêu cầu mình phải có đầy đủ cái này. Khi mà có cái này rồi thì là mình sẽ được xuất vé để bay. Cho nên là nếu mà ở nhà tốt nhất là chúng ta tranh thủ nhập trước khi ra sân bay để đỡ bị tốn thời gian đứng lại ở cái chỗ mà làm hành lý, nó sẽ rất là lâu và rất là phiền. Cùng thì cũng đã tới sân bay Nội Bài. Chút nữa thì sẽ chờ người em của mình đến đưa về khách sạn. Và thông tin mà mình vừa mới nhận được thì ở khách sạn của đội tuyển Việt Nam đã có một vài trường hợp F0. Chính vì vậy mà hiện tại thì các thành viên của đội tuyển Việt Nam sẽ phải rất cẩn thận, cũng như là không được phép ra ngoài tiếp xúc với bên ngoài. Vì vậy mà việc gửi đồ của mình sắp tới thì sẽ gặp một số những cái khó khăn nhất định. Ôi, cuối cùng thì cũng tìm thấy xe của ông em mình. Anh lại tưởng em đậu ngoài này.
cuối cùng thì cũng xong thủ tục. Đây là Nam, em mình. Chào mọi người. Lúc nãy thì mình có trao đổi với các thành viên của đội tuyển. Thực sự là cũng rất là lo lắng. Hôm nay thì các thành viên đội tuyển Việt Nam được yêu cầu là không ra ngoài, cũng như là không được gặp người bên ngoài. Hiện tại thì bên khách sạn cũng có người bị F0, không biết là có liên quan đến đội tuyển hay không, nên là cũng rất là lo lắng. Hai cả nhà, cuối cùng thì mình cũng đã có mặt ở thủ đô Hà Nội, và người em của mình đã kêu mình là về ở nhà của cậu ấy. Gia đình thì hiện tại là đang ở dưới quê, cho nên cũng không có mặt ở đây, cho nên là cậu em mình đến kêu mình là về đây ở, rất là tiện lợi. Các bạn có thể nhìn thấy kia là tòa nhà của Viettel. Đó, tòa nhà Viettel bên chút đằng xa kia. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là kia. Đây mình sẽ chỉnh lại ánh sáng. Đó, mình sẽ quay cho mọi người xem sân Mỹ Đình rất gần. Đây là sân quốc gia Mỹ Đình, nhìn từ tòa nhà mình đang ở. Đó, có thể thấy các cái cột đèn của sân Mỹ Đình cũng như là khán đài. Khán đài này hình như là khán đài B thì phải. Hello cả nhà, mình đã tới khách sạn Grand Plaza Hà Nội. Ở phía trong kia là các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Một chút nữa thì họ sẽ ra sân để tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản. Từ sáng đến giờ, cái thông tin về việc có một nhân viên của khách sạn F0 khiến cho khá là nhiều người hoang mang. Tuy nhiên là mình đón nhận cái thông tin này, mình thấy anh em cầu thủ thì tâm lý cũng khá là thoải mái, cũng không vấn đề gì lớn lắm. Và khi mà mình đến khách sạn thì mình vẫn thấy là mọi thứ vẫn diễn ra khá là bình lặng, chứ cũng chưa có gì là nghiêm trọng. Chút nữa để xem có gì mới hay không thì mình mang đến cho anh chị em. Ở phía trong kia thì mình đã thấy bác sĩ Tuấn Giáp như là anh Lê Huy Khoa, trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo thì đã có mặt ở dưới sảnh rồi. Mình sẽ đợi các thành viên của đội tuyển lên xe và đi, thì sau đó mình mới đi vào trong lễ tân để mình gửi đồ cho họ. Một chút nữa họ tập luyện xong họ về là họ chỉ việc lấy đồ của họ thôi. Đây là đây các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Đây là anh Lê Huy Khoa. Hello anh. Đó. Em ra lúc trưa. Yeah. 1 giờ tới. Trong kia là anh Vũ Hồng Việt. Đây rồi, đây là chiếc xe chở các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Như vậy là mình đến rất là đúng lúc. Ngày hôm nay thì dự kiến là đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện vào lúc 5 giờ. Theo như thông tin mà mình nắm được thì ngày hôm nay một số thành viên của đội tuyển Nhật Bản họ cũng sẽ đến Hà Nội và cũng sẽ đến khách sạn Grand Plaza để đóng quân tại đây. Đây là trợ lý Lee Young-jin. Bác sĩ Choi Yu-yong cùng với Phan Văn Đức. Tiếp theo là Văn Toàn, Lê Văn Xuân. Đây có lẽ là nhóm các cầu thủ U23 Việt Nam. Toàn ơi. Anh để trong túi nè, tí anh gửi. Theo như lịch thì sẽ là 4:40 thì là xe của đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển ra sân tập, và 5 giờ thì họ sẽ bước vào tập luyện. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng là các thành viên của đội tuyển sẽ đi sớm hơn. Đây là Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, Văn Toản.
đây là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Kia là Đức Huy, Công Phượng, Quang Hải. Đây là phía bên trong. Ta có thể thấy có Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng. Mình vẫn chưa thấy huấn luyện viên Park Hang-seo nhỉ. Hello em. Sớm để đề phòng cách ly nữa. Đây là Bùi Tiến Dũng, Trần Nguyên Mạnh, hello, Hoàng Đức, Văn Hoàng, Duy Mạnh, Sân Trường, Tấn Trường. Vậy mới hay chứ? Không sao hả? Không. Còn đây là Văn Thanh. Hello Văn Thanh đẹp trai. Ủa? Vậy là chưa thấy huấn luyện viên Park Hang-seo. Vẫn còn một nhóm cầu thủ cuối cùng. Kia là Tuấn Anh, Hồng Duy. Tuấn Anh. Hello. Như vậy là chiếc xe chở đội tuyển Việt Nam cũng đã lên đường. Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ là đã chờ sẵn đội tuyển ở trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Có lẽ là ông vừa trở về nhà ở ngoài trung tâm. Như các bạn cũng thấy thì cuộc sống ở khách sạn Grand Plaza Hà Nội vẫn diễn ra rất là bình thường. Mặc dù là sáng nay thì có thông tin là có ca nhiễm F0, nhưng mà các bạn cũng thấy các cái sinh hoạt không hề có bất kỳ một cái biến động gì cả. Nên là anh chị em hết sức là bình tĩnh, cứ thoải mái thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ vô lễ tân để gửi những món đồ cho các thành viên của đội tuyển.